Sách Thi Thiên, chương 85. Cầu xin Đức Chúa Trời phục hưng dân Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm ơn cho xứ sở Ngài. Ngài đem những người bị lưu đày của Gia-cốp trở về. Chúa đã tha gian ác cho dân Ngài và khỏa lấp mọi tội lỗi của họ. Chúa đã thu hồi cơn giận của Chúa, làm nguội cơn thịnh nộ của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của chúng con. Xin phục hưng chúng con và dừng cơn thịnh nộ trên chúng con. Chúa sẽ giận chúng con mãi mãi ư? Cơn thịnh nộ Chúa sẽ kéo dài qua các thế hệ sao? Chúa không làm cho chúng con hồi sinh để cho dân chúng vui mừng trong Ngài sao? Lạy Đức Giê-hô-va, xin bày tỏ lòng nhân từ của Ngài đối với chúng con và ban cho chúng con sự cứu rỗi của Ngài. Con sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán, vì Ngài sẽ phán bình an với dân Ngài và với những người trung tín của Ngài. Con sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán, vì Ngài sẽ phán bình an với dân Ngài và với những người trung tín của Ngài. Nhưng họ chớ nên quay lại sự ngu dại nữa. Sự cứu rỗi của Ngài chắc chắn ở gần những người kính sợ Ngài, để vinh quang Ngài cứ ở mãi trong xứ sở chúng ta. Thương xót và chân thật đã gặp nhau, công chính và bình an đã hôn nhau. Sự chân thật từ dưới đất vươn lên, sự công chính từ trên trời nhìn xuống. Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt và đất đai của chúng ta sẽ sinh hoa lợi. Sự công chính sẽ đi trước mặt Ngài và dọn đường cho bước chân Ngài. Sách Luca, chương 6. Làm việc trong ngày Sa-bát. Vào ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua cánh đồng lúa mì. Các môn đồ Ngài ngắt vài bông lúa, lấy tay vò và ăn. Có mấy người Pha-ri-si nói: "Tại sao các anh làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát?" Đức Chúa Giê-xu đáp: "Các người chưa đọc về điều vua Đa-vít đã làm khi người cùng những kẻ đi theo người bị đói sao? Người vào nhà Đức Chúa Trời, lấy bánh cung hiến ăn và cho những người đi theo ăn nữa. Mặc dù bánh ấy chỉ thầy tế lễ mới được phép ăn." Rồi Ngài phán với họ: "Con người là Chúa của ngày Sa-bát." Chúa chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà họ dạy dỗ. Tại đó, có một người bị teo bàn tay phải. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si theo dõi xem Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát chăng, để tìm cớ tố cáo Ngài. Ngài biết ý tưởng họ, nên phán với người teo tay rằng: "Hãy đứng dậy ra giữa đây." Người ấy đứng dậy và đến đó. Đức Chúa Giê-xu phán với họ: "Ta hỏi các ngươi, trong ngày Sa-bát, được phép làm việc lành hay việc dữ? Nên cứu người hay giết người?" Sau khi nhìn khắp mọi người xung quanh, Ngài phán với người bệnh: "Hãy giơ tay ra." Người ấy giơ tay thì tay được lành. Nhưng họ giận dữ và bàn với nhau xem có thể làm gì với Đức Chúa Giê-xu. Chúa chọn 12 sứ đồ. Trong những ngày đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện. Ngài thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đến sáng hôm sau, Ngài gọi các môn đồ đến và chọn 12 người trong số họ, gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, và Andrê, em Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ, con của A-phê, và Simon, gọi là Sê-lốt, Giu-đa, con của Gia-cơ, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, sau trở thành kẻ phản bội Ngài. Các sự dạy dỗ khác. Ngài đi xuống cùng các sứ đồ và đứng ở một chỗ đất bằng. Có nhiều môn đồ của Ngài cùng đàn dân rất đông từ khắp miền Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem và vùng duyên hải Ti-rơ, Sidon đến để nghe Ngài dạy
và để được chữa lành bệnh. Những người bị uế linh quấy phá đều được chữa lành. Cả đàn dân đều tìm cách chạm vào Ngài vì quyền năng từ Ngài phát ra và chữa lành mọi người. Phước và họa. Đức Chúa Giêsu ngước mắt nhìn môn đồ và phán: Phước cho các con là những người nghèo khó, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về các con. Phước cho các con là những người hiện đang đói, vì sẽ được no đủ. Phước cho các con là những người hiện đang khóc lóc, vì sẽ được vui cười. Phước cho các con khi vì cớ con người mà bị người ta ghen ghét, xua đuổi, mắng nhiếc, lại bỏ tên các con như kẻ gian ác. Trong ngày ấy, các con hãy hớn hở nhảy mừng, vì kìa, phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn, bởi vì tổ phụ họ cũng đối xử với các nhà tiên tri như vậy. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì đã được an ngủ rồi. Khốn cho các ngươi là những người hiện đang no, vì sẽ đói. Khốn cho các ngươi là những kẻ hiện đang cười, vì sẽ đau thương và khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi được mọi người khen tặng, vì tổ phụ họ cũng đối xử với các kẻ tiên tri giả như vậy. Nhưng ta phán với các con là người nghe ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa xả mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả các con má bên này, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Còn nếu ai lấy áo ngoài của con, cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Ai xin, hãy cho. Ai đoạt lấy của cải các con, đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thể ấy. Nếu các con yêu mến những ai yêu mến mình, thì có ơn nghĩa gì đâu. Ngay cả kẻ tội lỗi cũng yêu mến những ai yêu mến họ. Nếu các con làm ơn cho người làm ơn cho mình, thì có ơn nghĩa gì? Ngay cả kẻ tội lỗi cũng làm như vậy. Nếu các con cho ai mượn mà mong họ trả lại, thì có ơn nghĩa gì? Ngay cả kẻ tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi mượn để được nhận lại đủ số. Nhưng các con hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn và hãy cho mượn mà đừng mong trả lại. Như vậy, phần thưởng của các con sẽ lớn, và các con sẽ là con của Đấng Chí Cao, vì Ngài lấy lòng nhân từ đối đãi người vô ơn và kẻ độc ác. Hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đừng xét đoán ai, thì các con sẽ không bị xét đoán. Đừng lên án ai, thì các con sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, các con sẽ được cho lại. Người ta sẽ lấy đấu lớn đông đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con. Vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy. Ngài cũng phán với họ một ẩn dụ: Người mù có thể dắt người mù được không? Chẳng phải cả hai cùng ngã xuống hố sao? Môn đồ không hơn thầy, nhưng nếu môn đồ được huấn luyện đầy đủ thì sẽ giống như thầy mình. Sao còn thấy cái dầm trong mắt anh em mà lại không thấy cái đà trong mắt mình? Sao còn có thể nói với anh em rằng: Anh ơi, để tôi lấy cái dầm trong mắt anh ra. Còn con thì không thấy cây đà trong mắt mình. Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dầm khỏi mắt anh em được. Không có cây lành nào lại sinh quả độc, không có cây độc nào lại sinh quả lành, vì xem quả thì biết cây. Không ai hái trái vả nơi bụi gai, hay là hái trái nho nơi bụi tật lê. Người tốt do lòng chứa điều thiện mà sinh điều thiện, kẻ xấu do lòng chứa điều ác mà sinh điều ác. Bởi đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra: Sao các con gọi ta Chúa Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các con biết người nào đến với ta, nghe lời ta và làm theo thì giống như ai. Người ấy giống như một người kia xây nhà, đào xuống thật sâu và đặt nền trên vần đá. Khi nước lụt dâng lên,
dòng nước chảy xiết xô vào nhà ấy cũng không lay động được, vì nhà đã xây chắc chắn. Nhưng ai nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia xây nhà trên đất không có nền móng. Khi dòng nước chảy xiết xô vào, nhà ấy liền bị sụp và thiệt hại nặng nề. Sách Jeremy chương 18. Thợ gốm và đất sét. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Jeremy: Con hãy mau xuống nhà của người thợ gốm, tại đó ta sẽ cho con nghe lời ta. Tôi liền đi xuống nhà thợ gốm, và này, anh ta đang làm việc trên chiếc bàn xoay. Mỗi khi chiếc bình bằng đất sét đang nắng trong tay mình bị hỏng, người thợ gốm liền nắng lại chiếc bình khác vừa ý mình. Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi nhà Israel, ta không thể đối xử với ngươi như người thợ gốm này hay sao? Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Israel, đất sét trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi ở trong tay ta cũng thể ấy. Khi ta công bố vướng gốc, phá vỡ hoặc tiêu diệt một nước hay một vương quốc nào đó. Nhưng nếu nước mà ta định trừng phạt đó từ bỏ điều ác, thì ta sẽ thay đổi ý định giáng họa trên chúng. Cũng có khi ta công bố xây dựng, vung trồng một nước hay một vương quốc nào đó. Nhưng nếu nước ấy làm điều ác dưới mắt ta, không lắng nghe tiếng ta, thì ta sẽ thay đổi ý định ban phước cho chúng. Vậy, bây giờ, con hãy nói với người Giu-đa và dân cư Jerusalem rằng: Đức Giê-hô-va phán: Này, ta đang định đem tai họa đến cho các ngươi và lên kế hoạch chống lại các ngươi. Mỗi người trong các ngươi hãy từ bỏ con đường gian ác và sửa lại đường lối cùng các công việc mình. Nhưng chúng nói: Vô ích, chúng tôi cứ đi theo kế hoạch của chúng tôi. Mỗi người sẽ hành động bướng bỉnh theo lòng xấu xa của mình. Vì thế, Đức Giê-hô-va phán: Hãy hỏi trong các nước, có ai đã từng nghe sự việc như thế chưa? Trinh nữ Israel đã làm một việc vô cùng khủng khiếp. Có bao giờ tuyết của Liban tan chảy trên đỉnh núi chăng? Hay dòng nước mát từ xa chảy đến mà khô cạn không? Thế mà dân ta đã quên ta, đốt hương cho các tà thần, là thần làm cho chúng vấp ngã trên đường đi, trên các ngõ nẻo từ xa xưa, để chúng đi trên những con đường chưa được xây đắp. Đất nước chúng trở nên hoang tàn, làm trò cười muôn đời cho thiên hạ. Kẻ qua người lại đều sững sờ, chỉ còn biết lắc đầu. Ta sẽ làm cho chúng tan tác trước mặt kẻ thù, như trận gió đông thổi qua. Trong ngày chúng bị tai ương, ta quay lưng ngoảnh mặt với chúng. Âm mưu chống lại Jeremy. Chúng nói: Nào, chúng ta hãy lập mưu chống lại Jeremy, vì thầy tế lễ không thiếu luật pháp, người khôn ngoan chẳng thiếu lời khuyên bảo, nhà tiên tri không thiếu lời rao báo. Hãy đến, chúng ta sẽ dùng miệng lưỡi mình mà công kích nó. Đừng để ý đến bất cứ lời nào của nó. Lạy Đức Giê-hô-va, xin để ý đến con và lắng nghe tiếng của những kẻ chống đối con. Có ai lấy ác báo thiện bao giờ không? Thế mà chúng đào hố hại mạng sống con. Xin Ngài nhớ rằng con từng đứng trước mặt Ngài để cầu xin ân lành cho chúng, và xin Ngài không trút cơn phẫn nộ lên chúng. Vì vậy, xin Ngài phó con cái chúng cho đói kém và trao chúng cho quyền lực gươm đao. Đàn bà phải mất con và trở nên quá bụa. Đàn ông chết vì dịch bệnh, thanh niên ngã gục vì gươm đao giữa chiến trận. Xin cho tiếng kêu cứu vang ra từ nhà chúng, khi Ngài khiến quân cướp bất ngờ tấn công, vì chúng đã đào hố để bắt con, giăng bẫy cho chân con vấp ngã. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, chính Ngài đã biết mọi âm mưu chúng lập ra để giết con. Xin đừng tha thứ gian ác chúng, đừng xóa tội lỗi chúng khỏi mắt Ngài, nhưng cho chúng vấp ngã trước mặt Ngài. Xin trừng phạt chúng trong lúc Ngài nổi giận. Chương 19.
chiếc bình vỡ. Đức Giê-hô-va phán: Con hãy đến chỗ thợ gốm mua một cái bình bằng đất nung. Rồi con mời một vài trưởng lão trong dân và các thầy tế lễ cao niên đi với con đến thung lũng Ben-Hinom, cạnh lối vào cửa gốm. Tại đó, con hãy công bố những lời ta phán với con. Con hãy nói: Hỡi các vua Giu-đa và dân cư Jerusalem, hãy lắng nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán: Này, ta sẽ giáng tai họa xuống nơi này, đến nỗi ai nghe đến đều phải lùng bùng lỗ tai, vì chúng đã lìa bỏ ta, biến nơi này thành chỗ xa lạ. Tại đây, chúng dâng hương cho các thần khác, là các tà thần mà chính chúng cũng như tổ phụ chúng và các vua Giu-đa đều chưa từng biết. Chúng đã làm cho nơi này đầy máu vô tội. Chúng còn xây cất các nơi cao cho ba anh để đốt con trai mình làm tế lễ thiêu cho ba anh. Đó là điều ta không hề truyền bảo, không phán dạy và lòng ta cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, nơi này sẽ không gọi là Tô-phết hay thung lũng Ben-Hinom nữa, mà gọi là thung lũng tàn sát. Tại nơi này, ta sẽ phá tan âm mưu của Giu-đa và Jerusalem. Ta sẽ làm cho chúng ngã gục dưới lưỡi gươm trước kẻ thù và dưới tay của những kẻ muốn tìm hại mạng sống chúng. Ta sẽ phó thay chúng làm thức ăn cho chim trời và thú đồng. Ta sẽ khiến cho thành này điêu tàn, làm trò cười cho thiên hạ. Người qua kẻ lại đều kinh ngạc và cười chê về mọi thương tích của nó. Ta sẽ làm cho chúng ăn thịt con trai, con gái mình, trong khi bị vây hãm, bị quân thù và những kẻ muốn tìm hại mạng sống đẩy vào cảnh cùng khốn. Chúng ăn thịt lẫn nhau. Rồi con đập bể chiếc bình trước mắt những người cùng đi với con và nói với họ rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta sẽ đập tan dân này và thành này như đập một chiếc bình gốm, không thể hàn gắn lại được. Người ta sẽ chôn cất tại Tô-phết cho đến khi không còn chỗ để chôn nữa. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ xử nơi này cùng dân cư nó như thế đó. Ta sẽ làm cho dân này giống như Tô-phết. Nhà cửa của Jerusalem và cung điện của các vua Giu-đa, tức là tất cả các nhà đã đốt hương cúng thờ các cơ binh trên trời và đã làm lễ quán cho các thần khác tại trên mái nhà, đều sẽ bị ô uế như Tô-phết. Sau khi Giê-rê-mi rời Tô-phết, là nơi Đức Giê-hô-va đã sai ông đi nói tiên tri, ông đứng trong hành lang nhà Đức Giê-hô-va và nói với toàn dân: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán: Này, ta sắp giáng trên thành này và các thành phụ cận tất cả những tai họa mà ta đã báo trước, vì chúng cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời ta. Chương 20. Giê-rê-mi và Pha-ru-sơ. Pha-su-rơ, con trai của thầy tế lễ Y-mê, làm quản đốc nhà Đức Giê-hô-va, đã nghe Giê-rê-mi tiên báo những việc này. Pha-su-rơ sai đánh nhà tiên tri Giê-rê-mi, cùm ông tại cổng Benjamin, là cổng trên của nhà Đức Giê-hô-va. Hôm sau, Pha-su-rơ truyền tháo cùm cho Giê-rê-mi. Giê-rê-mi nói với ông ta: Đức Giê-hô-va không gọi ông là Pha-su-rơ nữa, mà gọi là Mago-mít-sa-bít. Vì Đức Giê-hô-va phán: Này, ta sẽ khiến ngươi trở thành nỗi kinh hãi cho chính mình và tất cả các bạn bè ngươi. Chúng sẽ ngã gục trước gươm của quân thù và chính mắt ngươi chứng kiến điều đó. Ta cũng sẽ phó toàn dân Giu-đa vào tay vua Babylon. Vua ấy sẽ đày chúng sang Babylon và dùng gươm giết chúng. Ta sẽ phó mọi của cải trong thành, tất cả các sản vật, mọi vật quý giá, cũng như tất cả các kho báu của vua Giu-đa vào tay quân thù của chúng. Quân thù sẽ cướp phá
tịch thu và mang về Babylon. Còn ông, hỡi Pha-su-rơ, chính ông và những người ở trong nhà ông đều phải bị lưu đày. Ông sẽ đến Babylon, chết và chôn tại đó cùng với tất cả bạn bè ông, là những người đã nghe lời tiên tri giả dối của ông. Lời than trách của Jeremy. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã thuyết phục con đã bị Ngài thuyết phục, Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con cứ làm trò cười cho thiên hạ, mọi người nhạo báng con. Mỗi lần con nói thì con phải la lớn, con phải gào lên, bạo lực và hủy diệt. Vì lời của Đức Giê-hô-va mà con bị nhục mạ và chế giễu suốt ngày. Nếu con nói, tôi sẽ không đề cập đến Ngài nữa, tôi sẽ không nhân danh Ngài mà nói nữa, thì lời Ngài như ngọn lửa thiêu đốt lòng con, âm ỉ trong xương con. Con mệt mỏi vì nín lặng, không sao chịu được. Vì con có nghe những lời sầm xì, kinh hãi tứ phía. Hãy tố cáo, chúng ta hãy tố cáo nó đi. Tất cả các người bạn thân của con đều trông cho con vấp ngã. Chúng nói, biết đâu nó sẽ bị mắc lừa, chúng ta sẽ thắng nó và trả thù nó. Nhưng Đức Giê-hô-va ở với con như một dũng sĩ đáng sợ. Vì thế, những kẻ bắt bớ con sẽ vấp ngã, không thắng nổi con. Chúng sẽ thất bại và nhục nhã ê chề, nỗi nhục muôn đời không bao giờ quên được. Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài là đấng dò xét người công chính, đấng nhìn thấu lòng dạ và tâm trí. Xin cho con thấy Ngài báo thù chúng, vì con đã giải bày việc con với Ngài. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va, hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã giải cứu linh hồn người nghèo khó khỏi tay những kẻ ác. Đáng nguyền rủa cho các ngày tôi chào đời, ngày mẹ tôi sinh ra tôi không đáng được phước. Đáng nguyền rủa cho người báo tin cho cha tôi, ông có một đứa con, một con trai, khiến cha tôi vô cùng hớn hở. Cầu cho người đó giống như các thành mà Đức Giê-hô-va đã phá đổ, không chút xót thương. Sáng sớm, nó nghe tiếng kêu cứu. Đến trưa, nó nghe tiếng hò xung trận, vì đã không giết tôi từ trong bụng mẹ, để mẹ tôi làm mồ mả cho tôi, mang thai tôi suốt đời. Tại sao tôi phải lọt lòng mẹ, để thấy cảnh cực nhọc lo buồn, cả đời mang sỉ nhục?